Xin chào các anh chị và các bạn. Ngày hôm nay công ty bên Mỹ sẽ giới thiệu tới các anh chị và các bạn ba mẫu đèn hồng ngoại được phân phối bởi công ty bên Mỹ. Và trước khi tôi với phần giới thiệu sản phẩm cho khách hàng được cung cấp một số chức năng về đèn hồng ngoại cho được sử dụng trong spa như thế nào. Thì đèn hồng ngoại với hai tính năng chính đó là làm nóng và giữ ấm cơ thể được sử dụng rất nhiều trong các điều trình spa, ví dụ như là massage body giãn, tắm trắng và giảm béo, hay gần đây nhất là được ứng dụng giữ ấm cho bé sau khi tắm hoặc bơi với các mô hình baby spa. Thì để giúp cho các anh chị các bạn so sánh sản phẩm và lựa chọn được đúng với phù hợp với nhu cầu của mình, thì Nam sẽ so sánh sản phẩm một cách là chính xác hơn bằng cách là so sánh được sự giống nhau và cách nhau của các sản phẩm. Thì chúng ta sẽ đến phần đầu tiên là so sánh được các sự giống nhau của các sản phẩm đèn hồng ngoại nhé. Như mọi người thấy ở đây là ba mẫu đèn hồng ngoại mà Nam đã đề cập tới, thì mọi người sẽ thấy là điểm khác nhau, điểm giống nhau giữa ba mẫu đèn này chính là kết cấu. Đầu tiên là mẫu đèn hồng ngoại được sử dụng giống như nhau, và điểm thứ hai đó chính là đèn hồng ngoại thì được mở với công tắc có thể điều chỉnh độ nóng, độ sáng của đèn một cách rất là chủ động như thế này đây. Khác với lại những loại đèn khác thì đèn hồng ngoại có một ưu điểm, đó chính là khi mà mở lên thì các bạn sẽ thấy là nó nóng liền ngay lập tức, và chúng ta sẽ điều chỉnh cái mức bật nhiệt mẫu đèn như thế này để cho giảm hoặc tăng cái độ nóng. Và trên chính là điểm giống nhau duy nhất hiện tại và cũng là tính năng chủ yếu của đèn hồng ngoại. Và sau đây thì Nam sẽ so sánh những khác nhau về ba mẫu đèn để giúp cho mọi người là có cái nhìn chi tiết hơn. Đây là mẫu đèn đầu tiên. Như mọi người thấy là mẫu đèn đứng này, chúng ta sẽ có bánh xe di chuyển như thế này đây. Và ngoài ra là cầm của đèn thì có thể nâng lên hạ xuống để phù hợp ha. Với mẫu đèn thứ ba thì chúng ta cũng thấy là cũng có cái bánh xe di chuyển như thế này. Tuy nhiên là nó sẽ không có cái cần để mình gạt lên gạt xuống mà mình điều chỉnh bằng thế này. Cũng tương đối là dễ, nhưng nó sẽ cứng hơn so với mẫu đèn kia một chút. Và mẫu đèn cuối cùng thì chúng ta sẽ không có bánh xe di chuyển, nhưng ngược lại chúng ta sẽ có hai cái cần đèn như thế này. Việc sử dụng hai cần đèn này giúp chúng ta sẽ chiếu và làm nóng cơ thể và phần trên và phần dưới phù hợp với những cái liệu trình massage body hoặc là những cái liệu trình mà tắm trắng mà toàn thân. Tuy nhiên là nếu trong trường hợp mà mọi người thấy rằng là thiếu bánh xe bất tiện thì mọi người cũng có thể là mua là hai cái đèn để mình là để cùng lúc cả bên trên cả bên dưới cơ thể luôn. Và mẫu đèn hồng ngoại này đang được phân phối bởi công ty bên Mỹ, vì vậy có các nhu cầu nào các anh chị có thể vui lòng liên hệ với công ty bên Mỹ theo số điện thoại hotline 0934 1300. Chào mọi người. Viên Mỹ, lựa chọn tốt nhất của spa thẩm mỹ viện. Trụ sở chính 308-310 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Chi nhánh 1, 38 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Showroom mỹ phẩm 362 Cao Thắng, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Hotline 0934 1300 99.